Xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Tối ngày hôm nay thì có một điều khá là đặc biệt, đấy là thị trường của chúng ta mở phiên giao dịch đầu tuần thì đã có một phiên giảm điểm rất là mạnh. Chính vì vậy nên Hồng Lê sẽ làm một cái bản tin video ngắn để tổng hợp thị trường trong phiên giao dịch của ngày hôm nay và sẽ có một vài cái định hướng cho các phiên giao dịch tiếp theo. Thì đến thời điểm hiện tại, rất nhiều những anh chị em chúng ta cũng đang không biết là thị trường sẽ đi đâu về đâu. Chính vậy bản tin ngắn này thì Hùng sẽ trả lời ba cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là chúng ta sẽ nói về trạng thái tài khoản ở trong cái thời điểm hiện tại. Ví dụ chúng ta đang cầm cổ phiếu thì chúng ta sẽ làm gì? Cái phần thứ hai thì Hùng sẽ điểm qua nhanh một số các cái nhóm ngành để các anh chị nắm được rằng là đến thời điểm hiện tại thì các cái nhóm ngành của chúng ta đang ở trong những cái góc độ như thế nào. Và Hùng sẽ phân tích chi tiết nhóm ngành thép và nhóm ngành chứng khoán, vì sao lại chọn hai nhóm ngành này, thì tí nữa chúng ta sẽ trả lời sau đó. Và phần thứ ba thì chúng ta sẽ trả lời nhanh là với xu hướng hiện tại của thị trường thì thị trường của chúng ta sẽ đi đâu và về đâu, và chúng ta sẽ có một vài cái góc nhìn về xu hướng thị trường trong các cái phiên tiếp theo. Thì phần thứ nhất đấy là một cái điều quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại, đó là chúng ta có cầm lại cổ phiếu hay không, chúng ta có cầm nắm tiếp cổ phiếu hay không, hay chúng ta phải làm gì. Thì đối với việc này nó rất là khó, bởi vì từng cái tài khoản khác nhau thì chúng ta sẽ phải có những cái động thái khác nhau. Thì Hùng sẽ chia thành những cái nhóm tài khoản như sau. Thứ nhất, đối với những nhóm tài khoản mà các anh chị đang bị căng cứng margin thì theo quan điểm của Hùng Lê là chúng ta cần phải chủ động trong số những cái mã cổ phiếu mà các anh chị nắm, những cái mã cổ phiếu nào có khả năng hồi, hoặc là cái khả năng mà để mà cổ phiếu hồi phục lại nó không có, thì chúng ta phải chủ động hạ trước khi mà để cổ phiếu nằm sàn đồng loạt. Thì công ty chứng khoán người ta sẽ call margin, và call margin từ call margin sang call vào sell nó rất là nhanh, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là thị trường của chúng ta biến động rất là nhanh, có thể thị trường cổ phiếu đang có thể ở tham chiếu, ngay lập tức bị mất tham chiếu và ngay lập tức bị đạp sàn. Thì ngày hôm nay có rất nhiều những mã cổ phiếu như vậy, ví dụ như HBC, các anh chị có thể thấy rằng là trong phiên cổ phiếu đã có lúc xanh, hoặc là cổ phiếu L18, hoặc rất rất nhiều các mã cổ phiếu khác. Vậy thì cái câu chuyện đối nhóm tài khoản thứ nhất, với những anh chị em đang bị full margin thì chúng ta nên chủ động, bởi vì không còn một cách nào khác. Chúng ta không bán thì công ty chứng khoán sẽ đặt bán sàn đó, và họ sẽ tìm cách để họ đưa cái tỷ lệ margin, ví dụ như tại VPS là về 0.25, tỷ lệ tài khoản về 0.25 là họ sẽ bán về trên, nếu như thị trường biến động mạnh thì họ sẽ bán về trên 0.35 đó, để đảm bảo nếu trong một cái biến động nào đó thì cái tỷ lệ tài khoản nó dao động ở khoảng tầm 0.3 đến 0.35. ok, cái nhóm tài khoản thứ hai là chúng ta không dính margin nhưng chúng ta đang full cổ phiếu, thì chúng ta tự xem ở trong cái list danh sách tài khoản của mình có những mã cổ phiếu nào, và những mã cổ phiếu đó đã bị phá trend kỹ thuật hay chưa, đã bị phá những cái điểm hỗ trợ cuối cùng hay chưa. Nếu như mà bị phá những cái điểm hỗ trợ cuối cùng thì theo quan điểm của Lê, tức là cái nhóm tài khoản thứ hai là đang full cổ phiếu, thì chúng ta cũng nên hạ tỷ đồng cổ phiếu xuống. Bởi vì khi chúng ta hạ tỷ đồng cổ phiếu xuống để làm gì? Thứ nhất là chúng ta đảm bảo được nếu như thị trường có sập sâu thì cái mức lỗ ở trên cái tài khoản đó nó sẽ giảm thiểu đi. Cái thứ hai nữa là rất nhiều câu chuyện là khi mà thị trường về các cái vùng hỗ trợ tốt thì gần như các anh chị bị kẹp hết cổ phiếu từ phía trên cao và chúng ta không có tiền mặt nữa. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là tiền mặt các anh chị. Đó, khi thị trường tạo những cái gọi là điểm hồi kỹ thuật, hoặc khi thị trường tạo nền tạo đáy, thì trong tay các anh chị phải có tiền. Để làm gì? Có tiền thì chúng ta mới mua lại được những cái mã cổ phiếu chúng ta đang nắm. Tức là Hùng hay nói cái phương pháp đó là phương pháp chém cá ở trên thớt. Như vậy thì đối với nhóm này thì chúng ta cũng nên hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống, để làm sao đó chúng ta duy trì được một cái tỷ lệ tài khoản theo như quan điểm kỹ thuật hiện tại của Hùng Lê, đó là nó phải đạt được ở mức 50-50. Tức là 50% bây giờ chúng ta phải có tiền mặt và 50% chúng ta đang ôm lại những cái mã cổ phiếu. Tất chắc chắn là đến thời điểm này thì gần như là cái mã cổ phiếu mà chúng ta bị kẹp lại là rất là lớn. Ví dụ như HQC chẳng hạn lỗ rồi, VHG nếu như chúng ta không chốt ở vùng cao thì bây giờ may mắn thì bắt lại thì nó đang lãi, ví dụ vân vân vân, rất nhiều những mã cổ phiếu khác thì cũng không nói chi tiết. Thì đối với nhóm này thì chúng ta cũng nên để đưa về một cái tỷ trọng như vậy. Còn đối với nhóm thứ ba, tức là các anh chị đã bán cổ phiếu rồi và hiện tại cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu của chúng ta
đang ở ngưỡng 50/50 hoặc là 70/30. Tức là cái nhóm này là cái nhóm đang tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Vì sao? Vì khi chúng ta chốt lãi rồi mà chúng ta đưa được cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu 70/30 đến thời điểm này là cực kỳ đẹp. Đó, vậy chúng ta đang có 70% tiền mặt thì chúng ta cứ để nguyên đấy, chúng ta chờ thêm thị trường tạo nền tạo đáy rồi chúng ta sẽ sử dụng 70% cái lượng tiền mặt đó để chúng ta quay lại để chúng ta cày cuốc. Đó, còn cái lượng cái nhóm cuối cùng là cái nhóm tài khoản đang cầm full tiền mặt thì theo quan điểm kỹ thuật của Hùng là khó. Bản thân như Hùng Lê cũng như vậy, khi Hùng bán cổ phiếu thì Hùng sẽ không bán hết và chúng ta vẫn giữ lại một cái lượng cổ phiếu nhất định. Đó, với một cái tỷ trọng ví dụ như chúng ta ra đi 70% tiền mặt rồi thì sẽ còn lại 30% cổ phiếu để chúng ta cầm lại đó, để chúng ta xem nghe ngóng xem tình hình là cổ phiếu có hồi hay không, rồi là cái cổ phiếu này có đánh được tiếp hay không, vân 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 vân. Thì cái khả năng mà cái lượng mà chúng ta cầm full tiền mặt thì cái lượng này rất là ít, chỉ có cái lượng mà chúng ta kỳ vọng nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu như tài khoản của anh chị đã đưa được cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về ở ngưỡng 50/50 hoặc 70/30 thì đấy là một điều tuyệt vời nhất ở thời điểm hiện tại. Rồi, như vậy thì cái câu chuyện chúng ta cầm lại cổ phiếu hay không nó phụ thuộc vào trạng thái tài khoản của các anh chị. Đó, và bốn nhóm như vậy và chúng ta soi lại xem chúng ta thuộc ở nhóm nào thì chúng ta sẽ hành động theo nhóm đó. Ok, Hùng chỉ nêu một cách tổng quát như vậy. Rồi, phần thứ hai thì chúng ta sẽ trả lời một số các nhóm ngành. Thì các anh chị đều biết rằng đến thời điểm hiện tại nhóm ngành phân bón đã chính thức đi vào downtrend dài hạn. Đó, ví dụ nhé, Hùng sẽ phân tích một cái các anh chị sẽ nhìn như thế này thì BFC, ok, đây là một mã cổ phiếu của nhóm ngành phân bón và nó cũng là một cái đại diện rất là gọi là truyền thống cho nhóm ngành phân bón. Thì BFC cũng đã có một cái nhịp tạo đỉnh đây quanh vùng 40 đây và nó hình thành một cái mô hình hai đáy hai đỉnh ở đây, và sau một cái giai đoạn tăng trưởng tốt nó BFC cũng tăng từ khoảng vùng 10 mà lên đến tận vùng 40, tức là khoảng tăng gấp 4 lần, đúng không anh chị? Và đến thời điểm hiện tại các anh chị nhìn thấy đây, BFC cũng đã bị phá hết các cái trang kỹ thuật. Như vậy là nhóm ngành phân bón bị phá trend rồi. Đến cái nhóm ngành thứ hai mà các anh chị cũng đều, chúng ta cũng có một cái thời kỳ chúng ta đánh cái nhóm ngành này rất là kinh điển, đó là nhóm ngành cảng biển, đúng không ạ? Từ GMS, từ VOS, từ VNA, và cái nhóm này thì cũng đã tạo đỉnh và bắt đầu đi vào một cái chu kỳ downtrend đó. Các anh chị có thể nhìn thấy VOS này hoặc là VNA, sẽ VNA các anh chị đó, VNA đây ạ, nó tạo đỉnh ở đây ở 45 và bắt đầu nó chu kỳ rơi. Và khi mà nó bước vào một chu kỳ rơi như thế này thì sẽ không biết nó rơi đến khi nào. Đó, cứ bắt đáy thì càng bắt nó sẽ càng thủng đáy. Các anh chị lưu ý ở trong thời điểm hiện tại nó là như vậy. Hoặc là GMD. Đó. Thì chúng ta cũng thấy được rằng là đó, GMD cũng đã hình thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây quanh vùng 54-55. Và hiện tại thì GMS cũng đang rơi. Thì cái câu chuyện ngày mai nếu như GMS mà bị thủng vùng 40 thì xác nhận rằng là GMS sẽ bị rơi rất mạnh ở đằng sau đó. Thì nhóm ngành cảng biển của chúng ta cũng đã đi vào downtrend. Rồi sau đó thì bây giờ đến nhóm ngành xây lắp. Thì nhóm ngành xây lắp là sau cái câu chuyện của Tân Hoàng Minh cùng với câu chuyện của anh Quyết ở FLC thì chúng ta cũng thấy rằng là nhóm ngành xây lắp bất động sản hạ tầng cũng đã có một nhịp tăng rất tốt. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm này ngày hôm nay chính thức lại bị chốt quay trở lại. Ví dụ Hùng sẽ lấy một mã ví dụ như là Nam Long, rất là điển hình, NLG. Thì chúng ta thấy rằng là Nam Long, đúng không? Đây các anh chị, thì cái nhóm xây lắp bất động sản nó cũng đã tăng khá là tốt và gần như nó cũng đã tạo những cái mô hình ở đây, gọi là mô hình hai đỉnh ở đây, Nam Long ở quanh vùng 66. Và đến thời điểm hiện tại thì Nam Long cũng đang bị chốt chung cùng với các mã cổ phiếu nhóm bất động sản khác. Thế thì cái nhóm bất động sản thì nó vẫn chưa, tức là nó chưa bị phá những cái hỗ trợ cuối cùng. Ví dụ như Nam Long bị mất vùng 50 ở đây thì như vậy đấy là một cái câu chuyện chúng ta có thể gọi là tập xác định của cổ phiếu này rồi. Đó, thủng ở đây thì cũng chính thức nó cũng đi vào một cái downtrend. Và cái downtrend này thì không biết là nó đi đến bao giờ. Đó, hay là chúng ta thử xem HBC. Một mã cổ phiếu mà Hùng có phân tích một cái trend lên và đưa được cái target của nó lên vùng 34-35 ở đây. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm này cũng, cổ phiếu này cũng đang bị đạp. Vậy thì trong cái bản tin tuần thì Hùng đã có phân tích rồi. Đó, đối với nhóm xây lắp là chắc chắn là nó sẽ trả cung. Đó, nó đã trả cung và cái điểm trả cung có thể tính toán ví dụ như HBC ở quanh vùng 29, sâu hơn thì có thể sẽ là biên 26 đến biên 27. Tức là nó sẽ quay lại trả cung và ngày hôm nay
thì ngay lập tức là nhóm setup đã quay lại trả cung đồng loạt. Vậy thì khi nhóm này trả cung đồng loạt rồi thì nó sẽ có thêm 1 đến 2 phiên nữa thì cũng sẽ đánh giá lại cái nhóm ngành setup đó và nhóm bất động sản hạ tầng để chúng ta xem thử xem là à ông chỉnh như vậy thì có bị gãy trend kỹ thuật không? Đó, có bị gãy trend kỹ thuật không? Rồi, như vậy là nhóm ngành setup hiện tại cũng tương đối là xấu. Đối với nhóm ngành thép thì khi mà Hùng đã có phân tích cái nhóm ngành thép cho các anh chị đúng không? Thì Hùng có nói rằng là giai đoạn hiện tại chúng ta tiếp cận đến nhóm thép thì chúng ta phải tiếp cận từ từ, từ tốn, từ từ, từng việc một. Nó chúng ta vội vàng là chúng ta sẽ bị ăn đủ luôn. Tại vì sao? Tại vì thép nó cũng đã có một cái chu trình tăng cực kỳ tốt. Đó, nếu như chúng ta view một cái góc nhìn tổng quan đó các anh chị thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng Hòa Phát cũng tăng từ vùng 10 lên vùng 58 đến vùng 60. Đấy là một mức tăng cực kỳ là kinh khủng các anh chị, cùng kinh khủng. Đó, trong lịch sử về 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 chứng khoán để ông xem nào, từ lúc mà cái ông Mãnh này ông lên sàn đó các anh chị, những cái nhịp từ năm 2008 đến bây giờ. Đó thì năm 2017 cũng có một sóng từ vùng 5 lên được đến khoảng vùng 20, tức là 4 lần. Nhưng trong năm 2020, 2000 đến năm 2020 hết năm 2021 thì em này em đi từ 10 lên 60 các anh chị, lên 6 lần, lên 6 lần các anh chị. Như vậy thì nó đã tăng quá là tốt rồi. Và cái câu chuyện khi mà nó tăng quá là tốt tức là nó trước này nó có một cái uptrend trung hạn thì sau này khi mà nó tạo đỉnh xong thì nó sẽ có một downtrend trung hạn. Tức là một cái downtrend nó có thể đi 2 năm, 1 năm, 2 năm thì nhóm thép cũng đang ngấp nghé. Và ngày hôm nay các anh chị có thể nhìn ở đây thì trong những cái bản tin phân tích tuần gần đây của Lê thì phân tích khá là kỹ những cái ý đồ tạo lập của nhóm thép đó nói chung và ví dụ cổ phiếu Hòa Phát thì Hòa Phát chúng ta đang có một cái hỗ trợ kỹ thuật ở đây 44 ở đây 44 đây thì chỉ kỳ vọng được nếu như cổ phiếu này không bị phá vỡ 44, còn phá vỡ 44 thì nhóm thép cũng chính thức bị đẩy đi và chính thức nhóm thép cũng đi vào downtrend trung hạn rồi. NKG chúng ta nhìn đây đó thì NKG có phân tích cho các anh chị đây đó là biên hỗ trợ kỹ thuật 35 đến khoảng vùng 36 và trong phiên cái tuần ngày hôm nay tất nhiên nó chưa bị phá vỡ hỗ trợ nhưng với tín hiệu này như thế này thì cũng là tương đối là xấu và chúng ta lưu ý giúp Ủng đó là nếu như trong cái trường hợp mà em này mà em bị mất cái vùng đây này, mất vùng 32 thì xác suất cao là em này cũng đi vào downtrend trung hạn. Rồi, sau đó thì chúng ta thử mã cổ phiếu HSG. Đó thì đối với HSG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Sóng thép nó đã chạy một cái nhịp đó, em này cũng tăng từ vùng 5 các anh chị từ 5 mà đánh lên tận vùng 50. Tức là khoảng 10 lần. Đó, hoa sen thì chạy 10 lần. Thì đến thời điểm hiện tại đúng không ạ? Đây. Đó nó hình thành cái gọi là cái đỉnh ở đây rồi. Và bây giờ nó chỉ đọng lại duy nhất một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật theo quan điểm của Hùng Lê là như vậy. Ở vùng 32 32.5 ở đây. Đây các anh chị thì chúng ta nổi sang đây. Và trong những tuần vừa qua thì Hùng liên tục phân tích cho các anh chị ở biên 34 đến biên 35 và phiên kết tuần là đây là một cái tín hiệu cực kỳ nguy hiểm của hóa sen. Đó, cổ phiếu Hoa Sen bị thủng vùng 34 rồi và trong trường hợp nếu đấy Hùng nói nếu như trường hợp mà cổ phiếu này tiếp tục bị những cái cây nến đỏ đặc dài và đạp gãy thủng vùng 32 thì như vậy nó cũng sẽ vô hình dung nó cũng đi vào một cái downtrend. TLH các anh chị rồi đó TLH thì ngày hôm nay cũng chính thức bị phá vỡ mất vùng 19 và cái vùng 19 gần như các anh chị có thể nhìn thấy đây đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật gần như vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của phiếu này khi mà cổ phiếu này tích ở bên còn khi mà bị phá vỡ vùng này thì xu hướng cao là nhà đầu tư sẽ tháo chạy đó bởi vì họ chạy từ cái vùng trên này còn hơn là rơi về vùng 14 chắc chắn rồi khả năng cao khi thủng vùng 18 thì TVN nó sẽ đọng lại ở vùng 16 này có thể về đến vùng 16 nó có một lực bật T cộng ở đây và sau đó thì khả năng cao sẽ về ở vùng 14 thì mới tích lũy lại nền được. Đó, vậy thì khi cổ phiếu bị phá hỗ trợ thì rất là nguy hiểm. Và trong ngày hôm nay thì nhóm thép bắt đầu có dấu hiệu, cũng nói như vậy, bắt đầu có những cái dấu hiệu, có những cái tín hiệu kỹ thuật mà cho thấy rằng là nhóm này cũng rất có thể sẽ bị đốn hạ trong một vài ngày tới. Ví dụ như đấy, thì đấy là chúng ta chuẩn bị một cái tương lai trước như vậy để nếu chúng ta đang cầm, nếu chúng ta cầm lại thì gãy điểm nào, cổ phiếu không 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 giữ được điểm nào thì bắt buộc chúng ta phải ra bớt hàng
Đó thì cái việc ra bớt bao nhiêu thì nó lại phụ thuộc vào cái tỷ lệ các anh chị đang nắm mã cổ phiếu này. Ví dụ như các anh chị có 1 tỷ mà chúng ta đang nắm khoảng tầm 900 triệu cổ phiếu này là hỏng rồi thì bắt buộc chúng ta phải hạ bớt đi, đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như chúng ta nắm 1 tỷ, tổng tài sản của chúng ta 1 tỷ nhưng chúng ta chỉ nắm TLH nó độ khoảng 1 đến 200 triệu thì chúng ta lại bình tĩnh trở lại. Đó, ví dụ như vậy tỷ trọng tôi chỉ có chiếm 20% trên tổng cái NAV của tôi thì cái tâm lý hành vi nó sẽ khác. Nhưng mà tôi chiếm đến 80% đó thì nó khác rồi, đúng không ạ? Như vậy thì cái việc đó thì tùy các anh chị, chúng ta sẽ cân thử lại trong cái tài khoản của chúng ta. Rồi, như vậy là nhóm thép thì cũng có phân tích như vậy để các anh chị có một cái định hướng. Và ngày hôm nay thì duy nhất chỉ còn lại nhóm P, nhóm ngành dầu khí và nhóm cổ phiếu banh là còn giữ được nhịp. Nhưng cái câu chuyện là banh sẽ giữ được đến bao giờ thì theo quan điểm của Hùng là ngày hôm nay banh cũng bắt đầu bị suy yếu. Vậy thì khi mà câu chuyện là banh bị suy yếu rồi tất cả những cái nhóm ngành khác không có động lực thì thị trường của chúng ta sẽ khó khăn, chồng rất khó khăn. Đấy là quan điểm cuối cùng tại thời điểm khi kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai. Và bây giờ thì trong cái phiên ngày hôm nay có một đặc điểm nữa, đó là nhóm ngành chứng khoán đồng loạt bị phá hỗ trợ. Đó, và nhóm ngành chứng khoán nó cũng chiếm một cái tỷ trọng tương đối lớn và khi đồng loạt những cái nhóm này bị phá hỗ trợ và nằm sàn như thế này thì đây cũng là một cái dấu hiệu mà dự báo rằng thị trường của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt là ngày hôm nay STB nằm gần sàn như vậy là tạo lập và nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy run sợ trước thị trường và họ bắt đầu chốt. Vậy thì nhóm banh ngày hôm nay duy nhất chỉ còn lại Vietcombank ở trên bảng điện và Kiên Long Banh xanh nhẹ và gần như là các em bị đạp rất mạnh rồi. Thì phiên ngày mai khả năng banh không còn đà tăng nữa và banh cũng bắt đầu đi vào chỉnh giảm. Nhưng nhóm banh thì cũng không phân tích lại hôm nay. Nhưng ngày hôm nay em sẽ view lại nhóm ngành chứng khoán để các anh chị thấy được là cái mức độ nghiêm trọng của thị trường trong thời điểm hiện tại. Thì đối với VCI đúng không? Đó, sau đã có phân tích cho anh chị ở vùng 69.5 và vùng này bị gãy thì ngay lập tức câu trả lời đấy các anh chị sẽ về vùng 60 và vùng 60 ngày hôm nay bị chốt tương đối mạnh với một lực chốt trên 7 triệu rưỡi cổ phiếu thì ở phiên ngày mai xác suất nó sẽ kiểm tra lại ở quanh vùng 55, những vùng 55 này theo quan điểm kỹ thuật của ông Lê khả năng khó giữ. Như vậy là đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng là vùng 47 đến vùng 48 sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu VCI, ví dụ như vậy đúng không? Cổ phiếu SSI ngày hôm nay cũng chính thức bị rơi ra khỏi biên kỹ thuật 47.5, chính là cái biên Mùng đã phân tích trên một cái chặng đường vừa qua. Và chúng ta cũng nhìn thấy đây, nhóm ngành chứng khoán cũng đã có một cái hành trình có thể gọi là sóng thần đó trong năm 2020 và trong năm 2021. Các anh chị nhìn thấy đó, nó tăng từ khoảng vùng 10 và cũng lên khoảng vùng 56, các anh chị 5,6 lần. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng có thể khẳng định rằng là nhóm ngành chứng khoán đã bắt đầu vi phạm những cái tín hiệu kỹ thuật, và trên cơ sở khi mà nó đã bị vi phạm như thế này thì xác suất cao là nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ bị tiếp tục bị đạp và ngắn hạn thì sẽ tìm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật của SSI ở quanh vùng 40. HCM. Ok các anh chị, HCM ngày hôm nay cũng chính thức đây các anh chị, chính thức mất vùng hỗ trợ kỹ thuật 42 với một cái nến đỏ đặc rất dài như thế này, đó là một tín hiệu rất xấu của nhóm ngành chứng khoán. Và nhìn chung thì như vậy thì đó, chúng ta sẽ lấy lại vùng hỗ trợ kỹ thuật ngày mai ở quanh vùng 37.5, khả năng sẽ có khó khó mà có thể giữ được. Và khả năng sẽ rơi về lại quanh vùng 35, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của HCM. Có thể có. SHS ngày hôm nay cũng chính thức bị mất vùng 45, tức là vùng hỗ trợ kỹ thuật của SHS ở đây. Đó, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng và với tín hiệu bị bán mạnh như thế này thì xác suất cao là HCM khả năng SHS tiếp tục sẽ bị bán. Và khi bị bán thì đây vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó khả năng sẽ quay lại quanh vùng 40, nhưng mà 40 thì khả năng ngày mai cũng sẽ khả năng là khó giữ, ngày mai thì nó sẽ bị kiểu gì nó cũng sẽ kiểu đạp đạp như thế này hoặc là trong tuần tới, tức là đây là những cái tín hiệu kỹ thuật vi phạm, ví dụ SHS này, CTS này. Đó, CTS thì chưa bị phá hỗ trợ, tức là vùng 37.5 vẫn còn. MBS ngày hôm nay cũng chính thức bị đốn hạ ở vùng 35. Thì cái câu chuyện đó là sau một phiên thì chúng ta sẽ chưa đánh giá được hết cái tiên lượng, được hết cái xu hướng của nhóm ngành hay cổ phiếu, mà chúng ta sẽ cần thêm một cái cây nến thứ hai
tức là cái cây nến mà nó nối tiếp cái cây nến này. Thì trong cái trường hợp ví dụ như cây nến này thõng xuống và cái lực đóng cửa của cây nến này thấp hơn vùng 33 thì như vậy là xấu. Nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu như và cổ phiếu này mà lại phiên ngày mai họ lại công lại được ở vùng 35 cộng đó, thì cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu của nhóm ngành nó lại quay trở lại. Chính vậy nên phiên ngày mai nó sẽ rất là quan trọng, còn phiên ngày hôm nay là phiên vi phạm tín hiệu kỹ thuật. Sau phiên vi phạm tín hiệu kỹ thuật thì sẽ có phiên xác nhận xem là cái tín hiệu vi phạm đó là tín hiệu chính xác, là nó sẽ tiếp tục giảm hay là nó bật ngược trở lại, thì sẽ cần một cây nền tiếp theo đó, MBS, CTS này, rồi ví dụ A sẽ xem từ AS nào. Đó, AS ngày hôm nay thì đối với AS đó nó cũng bị phá vỡ vùng 28.3 và nó đang đi lại vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng của nó ở 23, thủng vùng 23 thì coi như là cũng xong đúng không? BVS ngày hôm nay thì nó cũng bị giảm mạnh, nhưng có một điều là BVS nó chưa bị phá vỡ ở đây, đó là vùng 35, và có thể vùng 35 phiên ngày mai thì mới bắt đầu nó mới bị vi phạm cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây. Rồi ông sẽ xem cổ phiếu VND xem. Đó, VND, đó, VND thì cũng chính thức các anh chị có thể nhìn thấy đây. Đúng không ạ? Vùng kháng cự 83 chúng ta đã phân tích khá là dài. Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng ngắn hạn 71.5, 73.5 và phiên ngày hôm nay nó cũng chính thức nó bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Vậy thì phiên ngày mai nếu một cây nến thọng xuống thế này thì thôi xong. Đó, nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu như mà nó có một cái cây nến mà nó có thể công lại được một phần hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội tốt hơn. Đó, nhưng trong quan điểm kỹ thuật hiện tại thì nhóm ngành chứng khoán cũng đang bị chốt tương đối mạnh. Rồi, chúng ta sẽ nhìn FTS này, đó những cái mã cổ phiếu truyền thống thôi. Đó, ok các anh chị. Thì đối với FTS đây Hùng có phân tích ở đây đó là vùng 51.5, và trong trường hợp cái vùng 51.5 này bị phá thì tín hiệu kỹ thuật ngày hôm nay đó là nhóm ngành chứng khoán đồng loạt bị phá hỗ trợ, Hùng nhấn mạnh lại như vậy. Và sau khi phá hỗ trợ xong thì nó sẽ có tín hiệu để xác nhận xem là nhóm này có bị đi vào downtrend trung hạn hay không. Và trong trường hợp nếu như phiên ngày mai, phiên ngày thứ tư không công lại được các vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn này thì xác suất cao là nhóm ngành chứng khoán đi vào một cái downtrend trung hạn. Vì sao? Vì nó đã có một cái uptrend trung hạn ở trước này, thì khi cổ phiếu chỉnh nó sẽ đi vào một downtrend trung hạn, đó là một nguyên lý ở trên thị trường. Và có cần view thêm các nhóm mã chứng khoán không các anh chị? Đây chúng ta thử xem cái mã AGR nhé. AGR này, chúng ta xem nào, AGR. AGR. Đấy thì AGR phiên ngày hôm nay cũng đã bị đạp các anh chị này, và chúng ta sẽ chỉ còn lại vùng 22. Và trong trường hợp nếu như phiên ngày mai đạp thủng vùng 22 thì AGR cũng gọi là tập xác định, nó đi theo các cái mã cổ phiếu chứng khoán khác. Chúng ta sẽ xem cổ phiếu ORS và BSI, hai con này xem nào. ORS. Đó, ORS thì ngày hôm nay cũng chính thức bị phá vỡ vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây các anh chị, đó là vùng 23.5, và vùng này thì cũng chính thức là bị mất rồi. Vậy thì trong phiên giao dịch của ngày mai thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó có bị mất, có công lại được hay không. Còn nếu mà bị thủng tiếp, tức là nó có những cái cây nến thẳng 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 đỏ dài này và cái nó nối tiếp các anh chị, đó cây nến này là cái nối tiếp như vậy, thì như vậy là nó cũng đang đi vào một cái downtrend đây. Rồi ok, vậy thì tại vì sao lại view nhóm chứng khoán? Bởi vì nhóm chứng khoán ngày hôm nay đồng loạt bị phá hỗ trợ, thì những anh chị em, những tài khoản nào chúng ta đang cầm nhóm chứng khoán thì chúng ta lưu ý trong trường hợp mà chúng ta cần phải hạ tỷ trọng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta hạ bớt. Chúng ta đang nắm nhóm chứng khoán chúng ta sẽ hạ bớt. Rồi ok anh chị. Còn duy nhất nhóm ngành dầu khí thì hiện tại nhóm ngành dầu khí thì nó đang có được sự ủng hộ khá là tích cực của giá dầu. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây. Đó, đây này, bắt đầu là chạm vùng kháng cự 85 đây rồi. Giá dầu chạm vùng 85 thì không biết là nó có break để đi tiếp được hay không. Nhưng trong trường hợp nếu như giá dầu chỉnh ở đây thì Hùng giả sử thôi, chúng ta sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật. Nếu như trường hợp mà P mà chỉnh ở đây nữa thì gần như là thị trường của chúng ta mất hoàn toàn lực đỡ, và khi mất hoàn toàn lực đỡ đấy thì nó sẽ rất là xấu. Rồi, phần cuối cùng là Hùng sẽ cùng với các anh chị, chúng ta sẽ thử xem thị trường của chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích ở trên trang kỹ thuật M5 trước, trên M5 trước thì
Các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là trên trend 1 giờ thì đối với chỉ số VN30 trong cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn thì Hùng có phân tích ở một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật, và đến như trong phiên giao dịch của ngày hôm nay thì gần như cái điểm chỉnh cung kỹ thuật mà đã phân tích ở trên bản tin tuần nó đã bị phá vỡ, đó chính là VN30 có thể quay lại vùng test ở vùng 1490 điểm ở đây, và vùng này đã bị phá vỡ. Với cái việc mà lực short đang tương đối mạnh như thế này thì phiên giao dịch ngày mai thì đầu phiên áp lực chỉnh bán của thị trường sẽ rất là lớn, chắc chắn là như vậy. Chỉ có điều là có hay không một cây nến rút chân ở trong phiên thì chúng ta phải đánh giá thêm. Còn ngắn hạn thì như vậy là thị trường của chúng ta ở đây đã chính thức bị mất vùng 1485 điểm và đang đi lại ở vùng 1480. Đó. Vậy thì VN30 xu hướng cao là ngày mai sẽ đi kiểm tra lại biên 1465 đến 1470. Đây có thể coi là biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn cuối cùng của chỉ số VN30. Của chỉ số VN30 các anh chị. Và trong trường hợp nếu như mà vùng này mà bị phá vỡ thì xác suất cao là VN30 sẽ rơi lại về khoảng vùng 1440 điểm. 1440. Đó thì chúng ta lại chiếu lại cái hệ quy chiếu này lên trên trend kỹ thuật ngày, lên trên trang kỹ thuật ngày. Thì chúng ta xem thử VN30. Đây, ok các anh chị, đó VN30. Thì trên trang kỹ thuật ngày các anh chị nhìn thấy đây, vùng 1465 đến 1470, đây có thể xác nhận gần như là vùng hỗ trợ kỹ thuật cuối cùng. Và các anh chị nhìn thấy đây, sau một cây nến giảm điểm của VN30 rất mạnh thì cây liền sau nó khả năng là sẽ giảm điểm, nhưng cái câu chuyện có rút được chân hay không thì cây này có rút chân nhưng mà rút cũng không ăn thua. Đó, cây này rút không ăn thua, đến cây 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 tiếp theo nó mới là một cái tín hiệu xác nhận của nó. Thế thì trong trường hợp hiện tại thì nhìn về ý đồ tạo lập thì đó ông đã phân tích rồi, test lại vùng 1465 đến 1470 là đương nhiên. Nhưng cái câu chuyện là vùng này mà không giữ được mà tiếp tục bị đạp thì chúng ta cần phải tính toán xu hướng ở vùng 1440 điểm của chỉ số VN30. Rồi đối với chỉ số VN30 F1M thì chúng ta cũng sẽ nhìn trên hệ quy chiếu M5 và trên hệ quy chiếu 1 giờ trước. Thì trên hệ quy chiếu 1 giờ thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, phiên ngày hôm nay chính thức là VN30 cũng đã quay trở lại sau khi mà nó thủng vùng 1500 điểm ở đây thì nó đã quay về vùng 1480. Thì phiên ngày mai cũng hoàn toàn tương tự đối với chỉ số VN30, đó là nó sẽ kiểm tra lại biên kỹ thuật ở vùng 1465 đến 1470, hệ quy chiếu là như vậy. Và trong trường hợp không có lực đỡ của các nhóm ngành thì chúng ta cũng phải tính thêm là xác suất cao là VN phái sinh sẽ đi về vùng 1440 điểm. Như vậy thì trong cái hệ quy chiếu này thì chúng ta đang tính đi thị trường sẽ mất thêm khoảng khoảng 40 đến 50 điểm nữa thì mới có thể tích lũy tạo nền tạo đáy. Đó. Đó đó thì đấy là một cái kịch bản nó xấu hơn, và trong thời điểm hiện tại thì cũng không nhìn thấy lực đỡ của bất kể một nhóm ngành nào hết. Chính vì vậy nên cái xác suất mà thị trường bay thêm một nhịp nữa quanh quanh khoảng 40 đến 50 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Đó, còn trên hệ quy chiếu của trend kỹ thuật ngày đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị có thể nhìn thấy đây. Sau một cây hồi và đây một cây đạp rất là mạnh thì thông thường là nó sẽ liền tiếp theo nó sẽ có một cây đạp tiếp theo. Thì cái đạp đó thì nó rất gần đến vùng 1465 đến 1470 rồi, thì cái vùng này thì khả năng cao là nó sẽ đến nơi. Đó, nó sẽ đến nơi, nhưng có cây nến rút chân được ở hay hay không thì chúng ta phải đánh giá thêm trong phiên giao dịch của ngày thứ ba. Đó, ví dụ đang giao dịch mà có một cái lực hút cầu cực kỳ mạnh để kéo thị trường lên, ví dụ như là nhóm bất động sản nó đang đỏ hoặc sàn bỗng dưng là nó xanh tím và phải xanh tím cực kỳ mạnh mẽ thì lúc đó thị trường mới có hiệu ứng. Đó, chứ còn kéo nửa vời thì nó lại thành cái nhịp bull trap và vô hình dung nó có thể là nó lại đạp mạnh hơn. Đó, và sau cái vùng 1465 này thì trên trang kỹ thuật ngày thì chúng ta cũng tính toán một cái hệ quy chiếu nó khá là song trùng, đó là chúng ta lấy vùng 1440 điểm làm vùng hỗ trợ kỹ thuật của VN30. Rồi ok, đối với chỉ số index thì đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây, đây là trên trang kỹ thuật M5 của chỉ số VN Index của chúng ta. Thì đối với VN Index ở trên bản tin tuần thì cũng có phân tích là khả năng xu hướng sẽ quay lại về vùng 1480 điểm trong những cái nhịp trả cung. Và trong phiên ngày hôm nay thì sau khi mà quay trả cung 180 thì lực short đã tương đối mạnh và nó đã đạp thủng luôn cả cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà có tính toán ở đây, đó là vùng 1460 đến vùng 1470 điểm. Trong phiên ngày hôm nay là đóng cửa vùng 1452 điểm, như vậy là suýt soát đến cái biên
1.450 điểm ở đây, đó là biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật mà chúng ta đã từng đánh giá. Thì với một cái lực short như này thì trên biểu đồ kỹ thuật M5 thì chúng ta phiên ngày mai thì chắc chắn rồi. Xác suất ở vùng 1.440 đến 1.445 là index sẽ test qua đây, nhưng với lực không có lực đỡ như hiện tại thì Hùng đánh giá rằng khả năng khó để mà có thể index trụ vững được trên ở vùng 1.440, và chúng ta phải tính toán ở vùng 1.420 điểm, 1.420 điểm, thậm chí là vùng 1.400 điểm, 1.400 điểm các anh chị. Như vậy thì đối với index thì chúng ta cũng đang tính toán ở một cái khoảng rơi, dự kiến có thể cái biên của nó có thể cũng phải đến tầm 50 điểm nữa, thì lúc đó thị trường mới có khả năng phục hồi, mới có khả năng phục hồi. Rồi, ok anh chị. Như vậy là trước mắt của chúng ta sẽ là những phiên giao dịch tương đối là khó khăn. Tuy nhiên, lật ngược lại vấn đề thì các anh chị trả lời cho Hùng hết tất cả những cái vấn đề ở mục 1 Hùng nêu vấn đề. Đó, thì chúng ta ở nhóm tài khoản nào thì chúng ta tạm thời bắt buộc ngắn hạn chúng ta phải xử lý ở những cái nhóm tài khoản đó. Còn đối với thị trường chung thì ngày mai sẽ test ở những cái mốc hỗ trợ ngắn. Những mốc hỗ trợ mà Hùng vừa phân tích xong không giữ được thì chúng ta phải tính toán một cái điểm rơi của thị trường, nó rơi vào khoảng 40 đến khoảng tầm 50 điểm nữa, thì khi đó thị trường chung mới gặp những cái hỗ trợ tương đối mạnh, và từ cái nền hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ chiếu vào cái hệ quy chiếu của các mã cổ phiếu rồi các nhóm ngành, rồi từ đó thì chúng ta mới đi phân tích thêm. Còn trong giai đoạn hiện tại, nếu như chúng ta đang cầm được tiền mặt, lượng tiền mặt khá nhiều, thì cái hoạt động bắt đáy của chúng ta hạn chế, bởi vì không biết đâu là đáy hết á. Chúng ta phải chờ thị trường có những cái tín hiệu xác nhận, chờ nhóm ngành có những cái tín hiệu xác nhận, rồi chúng ta tìm những cái mã cổ phiếu nó xây nền tích lũy đẹp, ok, lúc đó chúng ta sẽ giải ngân tiền. Rồi, một bản tin tương đối là ngắn, nó bao quát được một số các cái thông tin ở trong ngày hôm nay, thì ông Lê tổng hợp lại trong bản tin ngắn 3 phút để truyền tải tới anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Còn trên góc độ kỹ thuật, trong hết giờ giao dịch các anh chị cần có những cái trao đổi gì thì các anh chị có thể cô trực tiếp cho Hùng Lê sẽ dành thời gian để có thể nói chuyện với các anh chị, ví dụ như vậy nếu có thời gian, hoặc là các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin tuần đó, dưới những cái bản tin như này thì Hùng sẽ thu xếp để có thể giải đáp một số các cái ý kiến thắc mắc của các anh chị đó. Thân ái chào tạm biệt, và sẽ cập nhật thêm tình hình thị trường, nếu như thị trường có những cái biến động lớn, biến động mạnh thì Hùng sẽ có những bản tin ngắn như vậy để giúp cho anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, để chúng ta định vị lại được cái tài khoản của chúng ta định vị lại được cái tinh thần của chúng ta, và chúng ta định vị lại được thị trường nếu chỉnh thì chỉnh về đâu đó, và chỉnh bao nhiêu điểm nữa. Thì đấy là một vài ý trên góc nhìn của cá nhân Hùng Lê. Ok các anh chị.